Hai chị em mà mặc cái áo khoác này quá im rồi. Ấm không bỏ trơn? Dạ. Đâu quay lại coi con, vừa luôn kìa, áo dày quá luôn nè. Quá đẹp anh Sang, mừng không anh Sang? Cặp cổ em luôn con, cặp cổ em. Hả? Dạ mừng. Mừng rung tay luôn kìa. Ở đây không phải là con, còn đây nè, áo này là áo cho anh nữa nè. Nè, áo cho anh mùa đông nè, thấy không? Còn đồ đây nhiều lắm nè, còn đây là áo này là cho Dương nè. Coi mặt coi, xì tin dữ không? Con cũng cảm ơn rất nhiều. Dạ. À, và nói thông tin cùng với cô bác quý anh chị luôn. Mình ở đây là có xây dựng cất nhà cho anh Sang. Thì Bùi Hồ sẽ chủ động gọi thợ đồ cất cho anh một cái căn nhà đàng hoàng, đúng với cái số tiền. Và sau đó thì sẽ còn dư bao nhiêu thì em sẽ gửi lại cho anh nhanh Sang nha. Nha. À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay Bùi Hồ quay trở lại hoàn cảnh của gia đình anh Sang. Người mà cha mà ôm ba đứa con đợi vợ trong một cái căn nhà một nát đó cô bác quý anh chị. Thì trước đây Bùi Hồ đăng clip lên thì cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người, cũng như là giúp đỡ cho gia đình anh Sang có một cái ngôi nhà mới. Thì hôm nay cô bác quý anh chị thấy đây là một cái đoạn đường vô nhà anh Sang nè. Đó, và những cái thiết bị ở đằng trước này nè là những cái vật tư mà Bùi Hồ gọi vô để cho anh Sang với lại Dương, con của mình. Và bác đây là ông ngoại hả? Ông ngoại của Dương là Dương, em rể của cha của ông ngoại đó. Dạ, em gửi dòng họ ha. Hôm nay thì vận chuyển vật tư vô hết rồi. Ông gầy vận chuyển mấy ngày rồi Dương? Vận chuyển này cũng hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày hả? Dạ. À, mệt dữ không? Dạ mệt. Mệt hả? Vậy là vận chuyển xong hết đó ha, bữa nay nó xong hết. Dạ. Hôm nay nó xong hết. Và hôm nay thì Bùi Hồ có đem một cái thùng quà siêu to khổng lồ này. Thùng quà này là của cô Oanh ở Hà Nội á, gửi vô. Thì hôm nay sẵn đây chở vô cũng như là công bố số tiền mạnh thường quân luôn. Bây giờ thùng quà này lớn quá mà chở vô trong không có được, nên là nữ là phải nhờ Dương ra đây đón để mà ngồi ngoài sau dịnh để mà chú chở vô nha con nha. Dạ. Rồi mấy chú cháu mình đi vô. Ở đây cô bác quý anh chị, cái đoạn đường mà anh Sang á chuyển vô rất là xa, và anh Sang cùng với lại Dương con của mình á với lại một người mướn thêm một người nữa chuyển vô. Và cái đây là một cái đường đi nhờ của người ta nè. Ở đây là cái số này là số gạch với lại cát đá chuyển vô sẵn trước như thế, để khi nào có thi công, bắt đầu thi công thì sẽ làm luôn. Rồi hôm gầy nghe nói là chuyển được cũng là 7 thiên gạch rồi hả anh? 7 thiên hay 8 thiên rồi. Dạ. Rồi bên đây là cát đá nè, với lại sắt, sắt nó kêu sẵn ở dưới này luôn. Sắt phải nằm lắp lên rồi. Rồi lắp lên rồi, dưới này nè. Rồi bây giờ cái phần này gạch thì cũng đã vô bao sẵn. Bên đây là cát, rồi đá, rồi sau đó là khoảng gần 4 ngày nữa là sẽ bắt đầu khởi công xây dựng luôn. Hôm gầy thì làm mệt nhưng mà có vui không? Dạ vui. Con nói cho chú nghe cái tâm trạng của con bây giờ ơi. Tâm trạng con giờ rất là vui, được có nhà mới. Ừ. Hôm nay đâu có nhà trời nắng, với giờ trời mưa là chết chết luôn. Dạ. Nhà trời nắng nữa. Đã dạ. Đỡ một tí rồi. Dạ. Đi ghê xảy ngộ đi. 10 ngày rồi hả Dương? Dạ. Còn Sang trả thêm một bao ở đằng kia nữa kìa. Rồi cái thùng quà đâu rồi con? Rồi bây giờ con ginh vô luôn đi Dương. Ginh nổi không con? Nổi. Rồi ginh vô đi. Đó. Chạy xe vô em thấy cũng cực thế ghê, chạy không mà cũng khó ghê luôn á. Ý là đường có sửa hơi nữa rồi đó. Dạ. Chứ quá trời luôn. Đó. Đây, đường này ta múc lên ta trồng lít chứ đâu phải đường đi đâu. Dạ. Cái đoạn đường nó xa mà đi khó ghê luôn. Hôm nay thì đến đây thì cũng thấy anh cũng đã chuyển vật tư hết rồi. Sau này thì khi mà xây cái việc xây nhà đó thì anh với lại anh Sang với lại Dương cũng có thể làm phụ thêm cái phần đó. Mình muốn đi cái thời điểm nhất trưa vậy để cho hai bé chân chính với lại Trân sẽ có ở nhà luôn, cũng như là thử một số đồ mà khui cái thùng quà ra. Cái nền cái đây là cái nhà cũ của anh nè. Cũng giờ qua bên đây thì nữa mình sẽ có một cái ao cá bên đây. Qua bên đây thì mình sẽ xây nhà ở chỗ này, cái đoạn này. Lúc trước Bùi Hồ cũng quay cho cô bác quý anh chị xem ơi. Ở ngoài đồng thì nó mát.
Vậy là đến thời điểm sáng nay là xong luôn hả bác? Là xong hết rồi đó ha. Bây giờ chỉ còn đợi ngày khởi công xây thôi. Ờ, làm chờ chờ ngày khởi công mà hỏi nó bữa nào mà nó chưa con đi học mới về đúng không? Dạ. Ăn cơm chưa? Chưa. Chưa hả? Có bụng không? Dạ. Không hả? Hôm nay cho thấy ba với lại anh hai làm như vậy chuẩn bị xây nhà vui không? Vui. Vui nhiều không con? Nhiều. Anh biết nói gì luôn rồi à? Dạ chào anh. Dạ. Ê, hôm nay thì thôi em đem một cái bịch quà của một cái cô Oanh nè. À. Cô Oanh ở Hà Nội gửi qua cho em nè. À. Bây giờ thì ở trong đây có mùng mền đó. Một bịch quà này em mới nhận được ngày hôm qua luôn. Đó. Thì bây giờ chắc có lẽ là mình khui ra luôn đi nha. Dạ. Cho mấy bé nó vui thử đồ coi như thế nào. Ê, có cây kéo không Dương? Con vô lấy cây kéo thôi. Sao làm? Vô lấy cái dao thái cho được đó con. Thái gì vậy? Mệt không anh Sang? Nhờ nắng chứ trời mưa giác chua chết luôn. Dạ, em cho anh hay là 4 ngày nữa là khoảng chủ nhật tuần này đồ. Là mình sẽ bắt đầu là đào móng đồ. Bữa nay là mấy rồi ta? Bữa nay là 25 rồi, 4 ngày nữa ngay ngày 29. Ngay ngày 29 luôn đó. Ngày 29 đi cho nó. À. Rồi, đợi thì, hồi sáng cũng gặp điện gặp thằng nhiều nó cũng nói là ngay bữa 29 đi. Dạ, làm cho nó đẹp ngày. Ra làm cho nó tốt ngày. Dạ. Bữa 29 hai chú. Dạ. Bữa nay 25 rồi, 4. Bữa nay 25 rồi đó. Dạ. Không gà dân chuyển 10 ngày rồi. Dạ. Mình mướn anh kia là 5, mấy ngày? 5 ngày. Mướn 5 ngày mỗi ngày nhiêu anh? Ngày 300 là xe là của ảnh luôn. Xe của ảnh. Mình đổ xăng, hai xe con làm cực lắm không? Cũng cực mà mấy nhờ mấy chú này lại giúp lại phụ nè. Lại có mấy người phụ rồi đó. Anh này là cũng phụ luôn nè. Phụ giúp đó, phụ làm đó. Miễn phí luôn. Ừ chứ không phụ làm thì dễ gì tới bữa nay mà rồi. Dạ. Có ông Hơ đi làm nữa mà ông Hơ không đi đám rồi. Dạ anh khui ra cho các bé luôn đi anh. Ở đây thì cô Oanh này là nói là có tất cả nhiều đồ lắm cho hai bé rồi mùa đông lạnh nè. Con coi chừng gấp đồ nghe Dương. Nhẹ nó bổ rồi con. Hơi cái con xé. Cô này gửi nên em chưa có coi thùng quà này nữa. Cái nhẹ hơi ngoài. Để xuống ngoài gớt ngoài kìa, đẩy xuống. Em thấy ở ngoài là có một cái mùng nè. Dạ. Niệm rồi đó. Niệm luôn. Niệm rồi. Rồi coi có cái mùng cặp bên đó. Rồi lấy một cái số áo ấm ra thử coi. Trang Lý vui không? Trang Chính hay Trang Lý quên rồi. Trang Lý vui không con? Vui. Con vui thì sao? Có áo mới vui không? Có. Có nhà mới vui không? Có. Có hả? Cố gắng đi khoảng một tháng nữa là xong rồi. Bộ rồi chứ không đường, không phải đường của cô vẫn còn lỗi bộ, vẫn còn sình. Thưa cô bác, quý anh chị, trong khi mà đợi anh Sang mà khui cái thùng quà ra đó thì Bùi Hồ cũng thông báo với cô bác quý anh chị luôn là có một cái chú là Mạnh Thường Quân ở nước ngoài, Hùng là Việt Kiều Canada, có hỗ trợ anh Sang sau khi mà cất nhà xong đó thì Bùi Hồ sẽ đi mua cho anh Sang hai con bò cái để về anh Sang với lại Dương ở đây cắt cỏ nè rồi sẽ cho bò ăn đó. Ở đây mình nuôi gà có được không anh? Dạ được. Được hả? À, vậy là được rồi. Vậy là sau khi cất nhà xong là mình sẽ có bò, có vốn, có hai con bò với lại mình cất cỏ luôn ha. Vậy là mình có công ăn việc làm rồi. Dạ. Tao dỡ một cái áo màu hồng lên em thấy áo màu hồng đẹp quá kìa. Đó. Đẹp quá luôn. Đâu mặc vô coi, hai chị em mặc vô cái ơi. Cái đó là cho Chân Lý đó. Đâu con mặc vô coi. Đâu. Còn cái con này bạn mới vừa. Hai cái giống nhau á. Cái đó đâu cho Bảo Trân phải không? Có hai cái mà cái nhỏ mặc rồi mặc coi, mặc cho xem với. Trời ơi vui cả nhà luôn rồi. Áo này mà mùa đông mà đi mặc một cái ha. Đẹp ghê luôn á. Đang vô mùa lạnh nữa. Đang vô mùa lạnh rồi. Thằng áo này là đúng luôn đó. Rồi con mặc áo này coi. Hai chị em mà mặc cái áo khoác này quá im rồi. Ấm không Bảo Trân? Dạ. Đâu quay lại coi con, vừa luôn kìa, áo dày quá luôn nè. Dày đẹp quá. Rồi có nói lời gì cảm ơn cô Oanh không? Dạ, cảm ơn cô Oanh.
Hả? Con cảm ơn cô Oanh nhiều vì con được ấm ấm. À, mai mốt cố gắng học được không phụ lòng cô Oanh nha. Dạ. Ừ. À, để đó đi đi, gần mặt đi, mình thử thôi. Kìa, em, hai chị em nè, chị nè. Hai chị em đứng gần cái bên đây. Chị. Đẹp ghê không? Quá đẹp anh Sang, mừng không anh Sang? Cặp cổ em luôn con, cặp cổ em luôn. Hả? Dạ mừng. Mừng rung tay luôn kìa. Ở đây không phải là con, còn đây nè, áo này là áo cho anh nữa nè. Nè, áo cho anh mùa đông nè, thấy không? Còn đồ đây nhiều lắm nè, còn đây là áo này là cho Dương nè. Coi mà coi, xì tin dữ không? Mặc sơ vô hết đi, gom các bốn người cả gia đình luôn. Quần áo rồi, áo jean rồi nè. Rất nhiều đồ cô này ở ngoài Hà Nội đang đó chuyển vô cho em mấy ngày em mới nhận được nè. Ôi ôi. Áo này đi chống mưa luôn á. Áo này đi chống mưa chống lạnh luôn nè, đã ghê luôn á. Quá đẹp luôn. Bùi Hồ cũng xin thay mặt gia đình của anh Sang cảm ơn cô Oanh ở Hà Nội rất là nhiều. Khi nhận được món quà này thì các bé nó vui lắm luôn rồi kìa. Thích không? Thích ạ. À? Thích không? Thích. Quá thích luôn phải không? Ngay mùa đông là có áo này trời ơi hai chị vừa luôn. Công nhận cô Oanh là lựa vừa luôn á. Mấy cái áo kìa dù thực hiện đã đi bằng mình ở trong này thì cái trọng lượng đồ á là cô Oanh gửi bưu điện chắc khoảng gần cái tuần lễ á là 16 kg đồ đó anh, là cô Oanh chịu hết, là cô Oanh chuyển hỏi nhận được chưa. Dạ có mùng mền rồi luôn á. Dạ, được hai cái mùng, được hai cái mùng hai cho con luôn. Cái mà cái mùng đó mình thay cho cái mùng cũ được rồi đó anh. Dạ mừng quá rồi, rồi ôi hồn thấy mừng ghê luôn á. Sắp sửa là thời gian tới là mình có nhà cửa thì mình sẽ có đồ cơ. Là mặc đồ sòn sòn á thì mặc đồ kia là một năm là bình thường, còn mấy cái đồ áo gió áo mưa đó là dự trữ là cả 4-5 năm là bình thường. 4-5 năm luôn á. Bị mấy đồ kia mình đâu sử dụng thường, mình sử dụng chỉ mùa lạnh mùa đông thôi, mùa mưa này kia thôi. Ôi ơi, nhìn cái áo này là về cất rồi mình để dành mình dẹp qua mùa mình dẹp là. Ôi ơi, nhìn hai chị em kìa. Hai đứa này chặt thôi. Ôi đẹp ghê luôn á. Dương có em có mặc, con có mặc thử nào không? Chưa. Chưa mặc thử coi. Quá đẹp. Nói chung là cũng thấy như thế là rất là hạnh phúc rồi. Mặc đại mặc chồng vô đi con. Mặc có áo dơ đi. Cho nó mình còn giặt nữa mà. Lột cái nón ra chứ mặc cái áo vô thôi. Quá vui. Nói cho em coi nghe cái cảm nghĩ của anh bây giờ. Thấy gì rất vui rất mừng. Đó giờ mình có nghĩ rằng là mình sẽ có được một cái ngôi nhà mới khang trang không anh? Có mơ ước mà đều nay sự thật có. Dạ. Anh có thích được nuôi bò không? Cũng thích. Nhưng đi mần rồi cắt cỏ bỏ đó cho nó ăn rồi mình đi làm cũng bỏ nhà cũng mình đi về cái mình đi kiếm cho nó lộn hay lộn cỏ vậy đó. Em sẽ mua cho anh hai con bò cái rồi sau này nó sẽ đẻ ra rồi mình sẽ nuôi con này cái lớn lên cái mình đẻ ra, tại Mạnh Thường Quân cũng muốn vậy đó nha anh. Dạ. Ha. Ôi hai chị em cười kìa. Vui quá rồi luôn. Nó làm gì? Dữ vậy hả? Nó làm gì? Chồng có vôi á. Ai âm? Ai ơi. Vừa vừa luôn nè. Đẹp đó. Ừ. Lột cái nón ra. Hôm nay chưa có đi hớt tóc được nữa phải không? Dạ chưa. Quá đẹp. Thấy thích không Dương? Dạ. Thích không con? Dạ thích. Rồi có nói lại gì với cô không? Con cảm ơn cô Oanh rất nhiều. Ừ, rồi hai chị em đứng mặt hoài không chịu lột ra luôn thấy không? Nói chung là hôm nay là có tiếng cười vừa gọn gã cả nhà ha. Dạ. Chỉ nhật tư cũng xong hết rồi. Mình bây giờ mình nghỉ ngơi vài ngày nữa thì mình sẽ phối hợp làm với lại mấy anh thợ bên kia. Dạ. Ha. Thì hôm nay thì em đến đây em cũng trao cho mình một cái thùng quà siêu to khổng lồ của cô Oanh. Là ở Hà Nội chuyển vô cho mình. Yeah. Em cũng giao cho gia đình mình luôn. Đây là những quần áo mới hết. Và trong cái dịp năm mới này thì sau năm mới sắp đến thì mình có đồ để mặc, cũng như là mùa đông này mình có áo ấm để mặc luôn. Yeah. Em chúc mừng anh và Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô Oanh rất là nhiều. Tiếp theo thì chắc có lẽ là em sẽ công bố số tiền em nhận thêm ở cái đợt 4 này. Yeah. Tính đến thời điểm là 11:30 phút ngày 9/12/2020. Ba con lại đây đi, lại ngồi nghe chú luôn nè. Lát nữa mình xếp cái đó lại. Hôm nay thì đến nhà mình cũng
gần gần nửa tháng 11 ngày em quay trở lại đây. Dạ. Từ ngày mà em quay về cái hoàn cảnh gia đình của mình. Dạ. Với lại các bé như thế này, hôm nay thì em thấy nụ cười của các bé nó vui hẳn ra vì có được đồ mới nè ha. Dạ. Thì hôm nay thì đến đây em công bố cho mình cái số tiền luôn ha. Dạ. Ở đợt 4 này đến thời điểm là 11 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2020 nhận được một của Mạnh Thường Quân là Điệp Tôn là Việt Kiều Mỹ là 4.556.000 đồng. Đó. Chị Phụng là Việt Kiều Úc 3.000.000 đồng. Kỳ Nguyễn người gửi là Trần Châu là Việt Kiều Mỹ 100 USD. Anh được ở Hồng Ngự Đồng Tháp gửi cho mình thêm 2.000.000 đồng. Anh được gửi thêm lần 2 đó anh. Lần 1 cũng anh cũng có gửi thêm, gửi lần 1 rồi. Chị Sương là Việt Kiều Mỹ ủng hộ mình 200 USD, tương đương 4.638.000 đồng, chuyển khoản cho em. Cô Tiết là Việt Kiều Úc ủng hộ cho mình 3.000.000 đồng. Và ngày hôm nay đến 11 giờ ngày 9 tháng 12 ở trên này thì là 17.194.000 đồng và 100 USD. Ngày hôm nay 9 tháng 12 năm 2020, một Mạnh Thường Quân giấu tên ở Canada gửi cho mình 1.000 USD Canada. Anh Ngô Hữu Tiến và Lê Hiền ở Canada gửi cho mình 200 đô Canada. Anh Hùng Võ Việt Kiều Mỹ mới chuyển về cho em lúc 11 giờ 15 này luôn là 4.600.000 đồng, tương đương với 200 USD. Thì đây là tất cả số tiền của ngày hôm qua. Hôm nay thì em chưa cộng được. Hôm qua thì 17.194.000 đồng và 100 USD. Hôm nay thì em nhận được là 1.200 đô Canada và 4.600.000 đồng là tương đương 200 đô Mỹ. À, đó là số tiền nhận được. Thì ở đợt 1, đợt 2 thì Bùi Hồ cũng có công, đợt 1, đợt 2 Bùi Hồ cũng có công bố ở đây rồi nè. Đợt 1 là 1.200 USD cộng với là 11.701.000 đồng. Đợt 2 ở đây, tổng có 2 đợt đây. Và đợt 3 thì ở đây. Đợt 3 Bùi Hồ để đây nè. Đợt 4 thì sau này khi mà chắc có lẽ là đến thời điểm này nhà của mình thì về tiền xây nhà dự tính ban đầu thì mình đã vượt rồi đó, có thể là dư xây nhà luôn. Yeah. Và mình cũng có thể là có được một số vốn và với lại sau này có bò nữa. Yeah. Đó thì đó là cái công bố cái số tiền của mình. Thì chắc lần sau vô khi mà bắt đầu khởi công xây dựng thì em sẽ tổng kết lại số tiền mình nhận đến thời điểm này là bao nhiêu tiền và dự trù kinh phí mình chỉ xây nhà khoảng 80 triệu thôi. Đó thì em sẽ công bố một lần một, tiền Việt tiền đô em sẽ công bố lần một luôn. Yeah. Lần này thì tại thời gian nó hơi gấp rút thì anh có muốn nói lời gì với Mạnh Thường Quân không Sang? Thì nói chung giờ thôi, giờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho Sang vậy thôi cũng rất cảm ơn, rất vui rất mừng. Cảm ơn nhiều lắm. Con cũng cảm ơn rất nhiều. Dạ. Và nói thông tin cùng với cô bác quý anh chị luôn, mình ở đây là có xây dựng cất nhà cho anh Sang thì Bùi Hồ sẽ chủ động gọi thợ đồ cất cho anh một cái căn nhà đàng hoàng đúng với cái số tiền, và sau đó thì sẽ còn dư bao nhiêu thì em sẽ gửi lại cho anh nhanh Sang nha. Yeah. Nha anh. Rồi con có muốn nói lời nào không? Bảo Trân mừng vui quá, vui quá cười không à, ao ước mà nó chừng nào mới cất ngồi nhà xong rồi chứ ao ước mơ như nó mừng vui. Ai, không có con gì. Có nói là nào không Dương? Con cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp cho cha con được căn nhà và được bò. Con cảm ơn rất nhiều. Hôm nay có thùng quà siêu to khổng lồ nữa nè. Con cũng cảm ơn cô Quanh rất nhiều. Đã được cho đồ con với em. Hôm nay thì đến đây cũng vào dịp đến thời điểm này là gần 12 giờ rồi, các bé thì cũng chưa ăn cơm hả? Chưa ăn cơm nữa. Thì thôi em Bùi Hồ một lần nữa chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân. Thì chắc lần sau Bùi Hồ sẽ tổng hợp lại cái danh sách của tổng 4 đợt là bao nhiêu tiền, rồi sau đó sẽ thống kê lại một lần một. Đó, thì hiện nay thì cũng Bùi Hồ cũng đã kêu một gọi vật liệu xây dựng đã chuyển vô hết rồi, coi như là cũng tương đối là đầy đủ để mình xây nhà rồi. Dạ. Thì thiếu thì mình sẽ bổ sung thêm sau nha anh nha. Dạ, dạ. Sau khi trong quá trình xây nhà thì mình sẽ làm luôn cái cây nước nè. Dạ. Ha. Thì mình sửa sang có ton cũ này nè, thì mình sửa sang lại cái chuồng, làm lại một cái chuồng bò ha, đây sau đó bắt bò về. Dạ. Rồi một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân ở trong nước cũng như là ở ngoài nước đã ủng hộ cho anh Sang đến thời điểm này, có thể là dư tiền cho anh xây nhà. Và có thể sau khi xây nhà còn bao nhiêu thì em sẽ gửi cho anh luôn nha. Yeah. Rồi, cô bác quý anh chị đợi xem clip tiếp theo ở của Bùi Hồ, và những Bùi Hồ sẽ luôn cập nhật tình hình
nhà của anh Sang xây trong một thời gian sắp tới, cũng như là trao nhà cho anh Sang. Dạ xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.